Chào mọi người chị ha, chúc tất cả những chị mình nhiều sức khỏe. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái giới thiệu cả mọi người chị mình trên kênh Lê Phát, một cái chiếc máy than mang thương hiệu Gorotech. Nó đến thương hiệu của Gorotech thì tất cả mọi người chị cũng thấy rồi ạ, nó đóng gói khá là chuyên nghiệp như thế này. Nó còn có model là MK200F, tức là con máy này là model MK200F ha, được đóng gói khá là kỹ lưỡng. Sử dụng là dòng điện từ 160 đến 250V ha. Đó, công nghệ thì của con này là công nghệ của Hàn Quốc ha, Korea của Hàn Quốc. Tới Gorotech thì là dòng máy chính hãng và được bảo hành sản phẩm như vậy là lên đến là 2 năm bảo hành. Thì với cái chiếc máy này thì hôm nay mình sẽ khui cái thùng này ra xem thì máy có cả những phụ kiện gì đi kèm, và mình sẽ test thử cho cùng xem được cái sức mạnh của cái chiếc máy này. Thì đây là cái thùng sử dụng với một cái chiếc máy Gorotech có mã MK200F này. Thì trước thì được sắm một cái mặt nạ hàn này, một cái búa gò ri, một cuộn hàn, một cuộn dây hàn chứ. Dây hàn thì được trang bị cho một bộ dây hàn kẹp mát xịn, dây 3m, 2m, dây đồng 100%. Một cái phiếu bảo hành chính hãng, thương hiệu của Gorotech. Cái dây đeo nữa được đóng gói khá là kỹ, và chiếc máy khá là tuyệt vời. Với một cái chiếc máy thương hiệu Gorotech, để giới thiệu về tổng thể của chiếc máy Gorotech thương hiệu của công nghệ Hàn Quốc này, nó có chiều dài của chiếc máy này là 30cm, chiều cao của chiếc máy này chỉ có đến 20cm, và chiều ngang của chiếc máy này nó chỉ có 12-13cm thôi. Và nó có dây đeo, kèm theo là có một cái tay sách, sau này có một cái quạt tản nhiệt khá là lớn. Công tắc ở đây, dây nguồn nó xịn sò. Trước này thì nó sẽ có đồng hồ hiển thị dòng điện. Đây là đồng hồ báo nguồn, đây là đồng hồ báo độ ngấu, và QC tức là đồng hồ báo lồi. Máy bên này thì nó sẽ sử dụng với một cái chức năng đó là chỉnh dòng, tức là mình chỉnh ampe. Và bên này thì nó để chỉnh cái độ ngấu, tăng cái mũi hàn, chống dính. Đó, bên này. Và sử dụng là chui hàn cọc lớn có mã MK200F của máy, chiếc máy chuyên dùng 3 ly 2 và 2 ly 6 chuyên nghiệp. Máy này nó có trọng lượng của chiếc máy nó lên đến 3,2 kg nha. Với chiếc máy này thì mình có thể làm công trình, mình có thể làm chuyên 3 ly 2, chuyên 2 ly 6, chuyên 3 ly 2. Cái khá là đặc biệt, một cái màu sắc rất là đẹp. Con này thì được sử dụng trong môi trường điện yếu này, rồi là sử dụng tiết kiệm điện này. Đó, nó có rất là nhiều cái chức năng của cái chiếc máy này, chống dính này, và đặc biệt là cái hậu bảo hành của cái dòng máy hàn thương hiệu của Gorotech này. Thế bây giờ thì mình sẽ xin test thử cho tất cả cô chú anh chị cùng xem với cái chiếc máy này. Sau này mình bật nguồn lên. Cái này thì dấu trừ, tức là dây mát cắm vào. Cái này thì dấu cộng, tức là mình cắm vào dây hàn. Và mình đây sẽ test cái chế độ hàn với sắt 1 ly. Mình chỉnh cái dòng 70 đi, 70-72. Với cái máy này thì mình có thể hàn sắt mỏng rất đẹp nhá. Đây, mình sẽ test thử với que hàn 2 ly 6, cái hàn 2 ly 6 nhá. Con này thì có thể hàn 3 ly 2, hàn que inox, hàn que chịu lực, hàn que 4 ly đều được ha. Đấy, mình test que hàn 2 ly 6 này, cái hàn với độ sắt mỏng nhá, cái hàn nó rất là đẹp. Và rất là dễ hàn nhé. Đây. Hàn nó rất là ăn, rất là nhanh nhá.
mình kiểu có thể kéo ở trên sắt mỏng như thế này là một cái máy tuyệt vời luôn. Mình đang kéo thử trên sắt mỏng 1 ly. Nếu mà mình không biết hàn thì với những cái chiếc máy mà với những cái chiếc máy mà nó không có cái những cái chức năng mới như thế này thì rất là khó hàn. Đấy. Mình hàn trên trên sắt 1 ly này. Mũi hàn rất đẹp nhá. Rất là dễ hàn nếu mà hàn sắt mỏng, cực kỳ dễ hàn luôn. Cô chú anh chị nào mà chưa biết hàn rất là còn dễ hàn cực kỳ luôn. Để que hàn 2 ly 6 mình có để từ 70 ampe này. 70 ampe. Máy rất là khỏe nhá. Nhưng mà dùng rất là đẹp, mũi hàn này cực kỳ đẹp này. Trình độ hàn chưa được giỏi nhưng mà rất là dễ sử dụng. Máy này rất là dễ sử dụng nha. Và bây giờ thì mình sẽ test que hàn 3 ly 2 này. Que hàn 3 ly 2 nhá. Mình que hàn 3 ly 2 thì mình có thể sử dụng 3 que hàn 3 ly 2 đây. Với sắt dày. Sắt dày nhá. Kéo 3 ly 2 nhá. Thử kéo 3 ly 2 nhá, ở trên sắt dày nhá. Tăng lên 160, 150 và tăng cái độ nấu lên. Kéo 3 ly 2 nhá. Để dòng 160. Rất là ngọt. Mũi hàn rất là đều. Tiếng hàn cực kỳ êm. Kéo thử que hàn 3 ly 2 với độ dày sắt khá là dày. Xem từ cái độ ngấu của cái mũi của máy hàn này nó ok không ha. Thế là tuyệt vời nhá. Đấy. Kiểm tra xem nhá. Mũi hàn rất là đẹp. Mũi hàn rất đẹp, cực kỳ ngấu. Và bây giờ mình sẽ kéo thử máy quay hàn chịu lực. Đây là máy quay hàn inox. Cái máy này nó rất là đa năng. Có thể hàn 2.6, 3.2. Cái hàn inox. Đây là quay hàn 3.2 nhá. 3.2 chịu lực hàn inox. Có máy cắt gỗ 3.8 anh. Có anh. 3.8, 1.8. Đây, 1.8 không có anh. Đây là cái hàn chịu lực của inox. Là cái hàn chịu lực nhá. Đây là mình đang hàn hàn inox này. Chỗ này nó hơi tối một tí. Nó hơi tối một tí nhá. Nhưng mà rất là đẹp.
Với cái chiếc máy này thì mình có thể hàn chuyên 3D2 và 2D6, hàn quay inox, hàn quay chịu lực và núi hàn thì nó rất là đẹp. Máy này thì nó sẽ thiết kế là chế độ chống giật này, rồi là chống dính này và tăng cái độ ngấu này. Với sử dụng công nghệ mới thì cái chiếc máy hàn này á là thương hiệu của Rotech và mình bảo hành sản phẩm lên đến là 2 năm bảo hành cái sản phẩm này, và giá hiện tại thì mình sẽ báo giá là $1,600,000. 1,600,000 để mình xin bao ship và tặng thêm một cái nón hàn, điện tử để cô chú anh chị mình khi sử dụng, nếu mà không quen, nếu mà cô chú nào mà không quen thì mình nên sử dụng những cái nón hàn như thế này đó. Hôm nay mình xin tặng thêm một cái nón hàn, kính hàn điện tử như thế này, hoặc là cô chú anh chị nào mà thấy nó to quá không thích thì lấy một cái kính hàn điện tử nhỏ gọn như thế này. Là hai cái sản phẩm này thì mình có thể lựa chọn một trong một món ha. Với giá sản phẩm này thì mình sẽ báo là lại là 1,600,000. 1,600,000 là miễn phí ship và giao hàng đến tận nơi. Dòng máy hàn thương hiệu Brotech có mã MK200F này ha. Rất là tuyệt vời, xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị cả luôn đồng hành và dành cái thời gian để xem cái clip của em mình. Những clip của em mình nét như thế này, nếu mà cô chú chị nào mà có những ý kiến, có những cái bình luận hãy comment ở bên dưới ha. Và nếu như cô chị nào có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại ở trên màn hình và hãy đăng ký kênh để mình có những động lực để làm review những cái clip lần sau, cũng như là theo dõi cập nhật cái clip mình đăng lên cũng hàng ngày. Cuối cùng thì mình xin được chúc các bạn tất cả mình nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống, và bây giờ thì mình xin chào và gặp lại. Và cô chú đặt hàng hãy liên hệ đúng toàn đến màn hình và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền tại nhà. Chào và gặp lại.